quý vị, đồng chí Trường Chinh là một trong những nhà lý luận chiến lược của cách mạng Việt Nam, luôn nắm vững nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, từ thực tiễn để tìm ra chân lý, góp phần xây dựng đường lối đúng đắn và sáng tạo của Đảng. 81 tuổi đời, 63 năm hoạt động cách mạng kiên cường và liên tục, đồng chí Trường Chinh đã nêu gương sáng của người chiến sĩ cộng sản mẫu mực và kiên cường, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam. Ngày hôm nay, mùng 9 tháng 2, nhân kỷ niệm 113 năm ngày sinh Tổng Bí thư, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Trường Chinh 1907-2020, mời quý vị cùng tiểu mục Ngày này năm xưa tri ân người Tổng Bí thư vĩ đại này. Đồng chí Trường Chinh, tên thật là Đặng Xuân Khu, sinh ngày 9 tháng 2 năm 1907 tại làng Hành Thiện, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, nay thuộc xã Xuân Hồng, huyện Xuân Thủy, tỉnh Nam Định. Đồng chí là một trong những người đầu tiên gia nhập Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội vào năm 1927 và là một trong những học trò xuất sắc nhất, bạn chiến đấu gần gũi nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng chí đã được thử thách, rèn luyện và trưởng thành qua đấu tranh cách mạng gian khổ, khốc liệt trong thời kỳ ở tù cũng như khi ra tù, trong hoạt động bất hợp pháp và hợp pháp, nửa hợp pháp, trong cao trào cách mạng cũng như lúc thoái trào, trong đấu tranh vũ trang gian khổ cũng như trong xây dựng hòa bình đầy khó khăn. Với sự nhạy bén chính trị của mình, đồng chí Trường Chinh là người chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Trung ương Đảng, ra chỉ thị Nhật Pháp đánh nhau và hành động của chúng ta, ngay sau đêm ngày 9 tháng 3 năm 1945, làm tiền đề cho thành công của cách mạng tháng 8. Toàn dân toàn diện trường kỳ tự lực cánh sinh. Thế thì như vậy là với cái đường lối đó, đó thì cả nước đã bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ. Và để tiến hành cái cuộc kháng chiến trường kỳ đó, theo cái đường lối mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường lối của chiến tranh nhân dân mở ra, đưa ra cho cả dân tộc đó, thì thực hiện nó như thế nào, triển khai nó như thế nào, đường lối cách mạng Việt Nam trong cái cuộc kháng chiến nó như thế nào, thì đồng chí Trường Chinh là cái người đã viết ra cái tác phẩm là Kháng chiến nhất định thắng lợi, xuất bản vào năm 1947. Đồng chí Trường Chinh là con nhà nòi về cả về mặt lý luận, và vì thế cho nên trong cuộc đời hoạt động của mình á, thì đồng chí viết rất nhiều tác phẩm. Cái tác phẩm rất lớn của đồng chí Trường Chinh đó là Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943. Cái Đề cương văn hóa Việt Nam này đấy chính là cái đường lối phát triển văn hóa của Đảng ta. Đồng chí Trường Chinh cũng là người đầu tiên hai lần được bổ nhiệm vào vị trí Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1941 và năm 1987, và được bầu vào các chức vụ quan trọng khác như Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Với công lao và sự đóng góp của mình, đồng chí Trường Chinh đã được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Sao vàng và nhiều huân chương khác của nhà nước và các nước xã hội chủ nghĩa.